Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Rất là nhiều bác rất là thích ưa chuộng cái dòng touring bánh 700. Đấy, bánh 700 thì nó hơn cái bánh địa hình là nó bon hơn. Đấy, nhưng mà để mà nói đi trong phố thì bánh 700 nó phù hợp hơn. So với bánh địa hình thì nó phù hợp với các dòng địa hình. Đấy, bánh 700 các bác nhé. Trong chiếc xe trong video này là em sẽ giới thiệu cho các bác dòng bánh 700 có giảm sóc. Đi nó êm tay hơn, nó cao đầu hơn, nó không bị cúi, thì tùy từng dòng xe. Cái dòng xe mà bánh 700C mà có giảm sóc này mà lại cấu hình cao nhất của cái hãng Gian này này là cái con XCR3700 như trong video đây em sẽ giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng cấu hình cao cuối cùng luôn của thằng Touring dạng này. Đấy là bánh 700 được trang bị đề Deore tay bấm SLX 2 đĩa 10 lít. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết cho các bác xem và đánh giá chuyển động cho các bác xem nhé. Dòng Touring đi trong phố có giảm sóc, bánh 700 đi rất là lướt. Đây phần sơn. Sơn nguyên bản. Về phần đẹp của xe thì em đánh giá là khá là ok. Không có một vết xước nào, vết chảy xước nào nõm mà gì cả. Không có vết nào luôn ý. Rất là đẹp, màu thì nhã nhặn, màu sim, màu gọi là màu xám xám cộng với màu đỏ nhợt, rất đẹp. Xe được trang bị là bộ đề Deore 10 lít, Mayer bánh cặp gian nhất, đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa SLX, giảm sóc 700C. Có khóa, bánh cặp và tay bấm SLX. SLX này nó còn tốt hơn, nó là cao cấp hơn dòng DOJ đấy. À, chuyển số rất là mượt mà luôn, tí em sẽ có cả chuông mắt mèo các thứ của hãng, người dùng vẫn còn giữ, nó xe đi rất là ít luôn. Đây các nhìn cặp lốp gai ghét này. Lúc này là rốt và chuyên cho dòng XCR3500, 3700 các bác nhé. Chỉ có cái dòng đấy nó mới có lốp thì dạng trang bị dạng này thôi. Mua ngoài là không có. Size con này là size M, cũng không cần đo size đâu các bác. Size M đây. Thằng da này nó ghi luôn ở trên khung. Size M. Đấy, size M thì nó phù hợp cho các bác cao từ 1m65 đến 1m75 là đi là phù hợp con này. 1m65 đến 1m75 là đi ok, dưới 1m6 là đi cao. Đấy, size M tức là manual, tức là trung bình. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe. Cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Bây giờ em sẽ vào size thì không cần đo nữa rồi, size M rồi. Em sẽ vào đánh giá chi tiết cái chuyển động này cho các bác xem nhé. Xe được trang bị 10 lít tay bấm SLX, Shimano SLX đè DOG. Em bấm lên đi, rất là êm luôn. Các bác thấy cái độ êm ái của chuyển số chưa? Đồ nó cao cấp, con này là đỉnh cao nhất trong dòng Touring City mà bánh 700C có giảm sóc. Đấy. Nó đạp mượt như lụa luôn. Số má đĩa. Đấy, lên nhẹ nhàng êm ái luôn. Đấy. Lên xuống liên tục. Con này nó là cấu hình y như của một dòng địa hình nhưng mà lại được trang bị bánh 700C, đi rất là mượt, bon. Cái xe XCR3700 này thì em bán trên kênh cũng nhiều rồi. Thì hôm nay lại có tiếp tục một con này là em đánh giá là khá là đẹp, là mới.
Đấy. Thì xe có giá bán bên em là 11 triệu 500 nghìn bao ship tận tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Bác nào quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo cho em 0975 709 943 để bên em tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký ở dưới phần cuối dưới màn hình đấy. Kéo xuống dưới màn hình bên phải đấy, màu đỏ đấy. Để YouTube nó sẽ gửi thông báo các cái xe đạp mà mới nhất bọn em đưa lên trên kênh, nó sẽ gửi thông báo vào điện thoại của các bác nhá. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.